Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắt Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn ba phôi mai rừng Phú Yên, cây mới về buổi chiều nay các bạn nha, nóng hổi. Mã số 1 HM1 khoành 45 và chiều cao là 60. Cây rất ok, rễ đẹp, ôm đá 1, 2, 3 cục đá các bạn. Cây này thì nó nặng tầm khoảng 20 kg ha, nặng tầm khoảng 20 kg. Thì cây này thì nếu mà giao nhất tính thì nó tầm nó phải trên 100.000 các bạn nha. Cây này thì giao phí thì nó khoảng trên 100.000, nó khoảng 120. Nhưng mà phôi này rất đẹp nè các bạn. Phôi này thì giao lưu của bạn với giá là 650.000 ha. 650.000. Tiếp theo là mã HM2 hoành 34, chiều cao 34. Thân lắc rất đẹp, rễ bỏ khá là hay nè các bạn. Bỏ rễ khá hay. Hoành 34, chiều cao 34. Thân rễ lắc. Lưng lắc nè. Hoành 34, chiều cao 34. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 400.000 ha. HM4 hoành 34, cao 34, 400.000. 400.000 nha các bạn nha. Phôi rất hay các bạn, nhìn rất hay, rất lực luôn. Rồi tiếp theo là mã HM3 hoành 35, chiều cao 35. Ủa, chiều cao 73, xin lỗi. Cây bỏ rễ khá là đẹp luôn. Hoành 35, chiều cao 73. Rễ trải đều, rất là đẹp. Mai rừng mà nói chung là bỏ rễ kiểu này là thuộc hơi hiếm hiếm đó nha. Thường nó bỏ rễ thì nó không được đều như vậy các bạn. Cây này quá ok. Hoành ngang đó 35 nha các bạn nha. Ra thế cổ thụ. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 450.000 ha. Rồi bạn nào yêu thích ba phôi này thì liên hệ nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha.